Thưa quý vị, dù các cấp, các ngành, các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp phòng tránh, nhưng tai nạn đuối nước ở trẻ em vẫn luôn là nỗi lo với mọi người, mọi nhà. Thời gian gần đây, dù chưa phải là dịp hè, nhưng hàng loạt vụ đuối nước đã xảy ra trên địa bàn tỉnh và cả nước, để lại nỗi đau, sự mất mát lớn. Mới đây, hai vụ đuối nước khiến 6 trẻ tử vong xảy ra tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc và xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, thêm một lần nữa giống hồi chuông cảnh báo về thực trạng này. Đây là nơi vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, khiến 4 nữ sinh của một trường trung học cơ sở trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc tử vong cách đây ít ngày. Hồ suối Cát có diện tích hơn 100 hecta. Mùa khô, nước trong hồ rút cạn, để lộ những bãi cát trải dài. Tuy nhiên, xung quanh đó có nhiều điểm bị múc đất, tạo thành các hố sâu nguy hiểm. Dù hồ suối Cát từng xảy ra nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm, chính quyền địa phương đã cấm biển cảnh báo trên bờ đập, bao quanh hồ, nhưng nhiều người dân và trẻ em dần đến đây vui chơi và tắm hồ. Xã cũng đã tuyên truyền gắn các biển báo tại hồ suối Cát, và trong đó cũng đã tổ chức tuyên truyền đối với các em học sinh qua hệ thống thông tin đại chúng, qua các cái cuộc cho các trường, chỉ đạo cho các trường là có tổ chức cam kết cho các em không tắm ao hồ trên địa bàn toàn xã. Thì đối với các sông hồ của xã thì chúng tôi có chỉ đạo đối với các hồ mà hiện nay của người dân mà tổ chức để tưới thì đã có rào chắn để bảo vệ cho các em. Trước đó vào ngày 23 tháng 3 tại huyện Châu Đức cũng xảy ra một vụ đuối nước khiến hai học sinh một trường trung học cơ sở trên địa bàn xã Láng Lớn tử vong. Nơi các em tử vong là hồ nước tưới của một người dân gần nhà, có chiều rộng khoảng 4m, chiều dài 8m, độ sâu gần 2m. Tại xã Láng Lớn có hàng chục hồ chứa nước như thế do người dân đào để trữ nước tưới tiêu. Ủy ban cũng có rà soát và nắm bắt những cái hồ trên địa bàn và đề nghị các thôn tổ ở địa bàn là nắm và kiểm soát, đề nghị rào và có những bảng biển báo hiệu là trên địa bàn có những cái chỗ nguy hiểm, cấm trẻ em ra vào. Theo Sở Lao động Thương binh Xã hội, năm 2021, toàn tỉnh có 6 trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, nhưng chỉ mới hơn 3 tháng đầu năm nay đã có 8 trẻ tử vong do đuối nước. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do nhận thức của gia đình và cộng đồng về công tác phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em chưa đầy đủ, thậm chí có phần bị xem nhẹ. Bên cạnh đó, môi trường sống của trẻ, đặc biệt là trẻ em ở vùng nông thôn còn nhiều rủi ro, chưa an toàn. Trong khi đó, trẻ em với bản tính hiếu động, thích khám phá, chưa nhận thức đầy đủ về mối nguy hiểm, lại thiếu kỹ năng bơi lội và cứu đuối nên dễ gặp nạn. Để phòng tránh tai nạn đuối nước, hàng năm, ngành lao động thương binh xã hội và các địa phương đều tổ chức tuyên truyền cấm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm, nước sâu và phối hợp tổ chức phổ cập bơi lội cho trẻ em. Đối với xã thì không có cái hồ bơi, thì muốn bơi như vậy thì chúng tôi là phải ra thị trấn Ngãi Giao. Do đó là các em nó có cái nhu cầu về cái tắm sông, tắm hồ, và đó là cái sở thích của trẻ em. Hè sắp tới thì sẽ phối hợp cùng với đoàn của huyện cũng như là phòng giáo dục sẽ mở các lớp dạy bơi. Thì cái này thì cũng là cái hoạt động thường niên hàng năm. Tuy nhiên cái năm vừa rồi thì do dịch cho nên là cái này nó dừng lại. Thì sẽ tiếp tục mở các lớp dạy bơi cho các em để nhằm trang bị những cái kỹ năng, đặc biệt là cái phòng tránh các tai nạn đuối nước. Đầu tháng 3 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai chương trình bơi an toàn phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh, giao Sở Văn hóa Thể thao theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện. Theo kế hoạch, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025, 90% hộ gia đình được tiếp cận thông tin, kiến thức, kỹ năng về phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em, giảm 30% số trẻ em bị tử vong do đuối nước, phấn đấu 60% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước.